Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay. Như quý vị đã biết về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở những clip trước mà Kiều Anh đã giới thiệu, cũng như là việc những dưỡng chất nhất định của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc là tăng cường hệ thống miễn dịch hay là giúp chúng ta tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, một trong những công dụng đáng nói nhất của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc đó chính là việc hỗ trợ cho mẹ bầu. Táo đỏ thì có tính giữ nhiệt và giàu dưỡng chất như là protein, lipid, đường, canxi, phốt pho sắt cùng nhiều loại vitamin như là vitamin A, C, B1, B2 hay là caroten. Và nó không chỉ là vị thuốc bổ chữa được nhiều bệnh liên quan đến tỳ, dạ dày, thần kinh mà cũng khá thơm ngon, hợp sở thích của nhiều người và ăn táo đỏ sấy khô Hàn Quốc mỗi ngày và ăn một cách khoa học thì sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe cũng như là sắc đẹp cho chúng ta. Đặc biệt, đối với những phụ nữ mang thai khi sử dụng táo đỏ Hàn Quốc sẽ nhận được những dinh dưỡng vô cùng hữu ích như là việc là làm đẹp da này hay là lượng vitamin C và E phong phú trong táo đỏ thì sẽ tốt cho làn da của phụ nữ mang thai. Nó giúp cho da của mẹ bầu luôn tươi sáng và chống lại sự hình thành của các vết nám, nứt hay là vết chân chim. Ngoài ra thì uh, huyết áp thấp cũng là tình trạng mà mẹ bầu thường xuyên rất gặp phải trong quá trình mang thai. Ở tình trạng này thì khiến cho các mẹ bầu thường đau đầu, choáng váng, mệt mỏi và táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì sẽ có công dụng là điều hòa huyết áp cho mẹ bầu. Vâng, đối với các mẹ bầu thì thiếu máu thường xuyên xảy ra và kém chú ý đến dinh dưỡng thai kỳ. Nó không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ mà còn tác động xấu đến sự phát triển của thai nhi, ở nhất là cả não bộ của bé. Nếu như thai phụ đang gặp tình trạng thiếu máu hay là thiếu vitamin thì có thể dùng ngay táo đỏ sấy khô Hàn Quốc từ bây giờ để tăng cường dưỡng chất thiếu hụt cho cơ thể và cho em bé. Ngoài ra thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc còn có một trong những công dụng nhất định đó chính là bổ gan dành cho phụ nữ mang thai. Mỗi ngày thì mẹ bầu có thể là thường xuyên sử dụng là táo đỏ sấy khô sẽ giúp cho chúng ta là tăng cường khả năng hoạt động của gan cũng như là hỗ trợ phòng ngừa căn bệnh viêm gan trong những chứng bệnh khá gặp ở những mẹ bầu hiện nay đó là việc táo bón ờ, táo bón thì xuất hiện từ nhiều yếu tố ở chế độ dinh dưỡng cùng lượng hóc môn thay đổi khiến cho hệ tiêu hóa của các mẹ bầu kém hoạt động dễ dẫn đến tình trạng táo bón và gây khó chịu Tuy nhiên thì trong táo đỏ sấy khô Hàn Quốc có chứa các axit chlorogenic có tác dụng thúc đẩy và loại bỏ các axit oxalic ra khỏi cơ thể. Nếu như các mẹ bầu sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì không chỉ giúp ngăn ngừa chứng táo bón mà còn làm tăng cảm giác ngon miệng cho các mẹ bầu. Chính vì vậy bên cạnh những món ăn nhiều chất dinh dưỡng hay là giấc ngủ quan trọng đối với phụ nữ mang thai thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc cũng có công dụng là an thần, chữa mất ngủ hiệu quả và ngăn ngừa căn bệnh cảm lạnh. Theo đông y thì táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, giúp bổ tì, ích khí, bổ máu và giúp lưu thông khí huyết, có tác dụng an thần hay là giúp mẹ bầu dễ đi vào giấc ngủ hơn. Ngoài chứng mất ngủ thì bệnh trầm cảm trong thời gian thai kỳ hay là sau sinh là một chứng rất nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Và táo đỏ sấy khô Hàn Quốc khi kết hợp với các loại đậu dùng để nấu chè hay là kết hợp trà làm đồ uống thì sẽ có tác dụng là giảm chứng lo âu, trầm cảm, suy nhược thần kinh và tăng cường trí nhớ. Vâng, với những công dụng mà táo đỏ sấy khô Hàn Quốc mang lại cho mẹ bầu thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ muốn sử dụng ngay bởi chúng ta có thể hạn chế được nhiều căn bệnh xảy đến trong thời gian thai kỳ cũng như là tăng cường sức khỏe cho cả mẹ và bé. Nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu để có thể lại yên tâm sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc này cũng như là nhận những ưu đãi nhất định dành cho sản phẩm này. Đặc biệt, với những khách hàng liên hệ qua hotline như Kiều Anh vừa kể trên hoặc là đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội thì sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt dành cho sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc là chỉ phải trả 200.000 dành cho một hộp táo đỏ sấy khô Hàn Quốc có khối lượng là 1kg này. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại